Chiều ngày 4 tháng 10, diễn viên Tú Chi và Jun Bin đã chính thức thông báo đường ai nấy đi sau 4 năm chung sống. Theo nam đạo diễn, cả hai đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn nên quyết định dừng lại mối quan hệ hiện tại, chỉ còn nghĩa hết tình. Cụ thể, đạo diễn viết, tôi khẳng định giữa mình và Tú Chi không hề có sự xuất hiện của người thứ ba, không có sự phản bội hay lừa dối gì nhau cả. Toàn bộ các thông tin trên mạng xã hội hiện tại là vu khống, bịa đặt. Việc còn tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không còn lệ thuộc vào duyên số. Tôi tin và hiểu mọi người đã dành rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của hai đứa và mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tệ như thế nào, cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả. Về phía diễn viên Tú Chi, cô cũng thừa nhận bản thân cảm thấy khó khăn khi thông báo tin buồn đến người hâm mộ. Cô bộc bạch, không phải là tôi muốn giấu mà là không biết phải lên tiếng như thế nào trong thời gian nhạy cảm này. Dù gì, chúng tôi cũng chia ngọt sẻ bùi suốt 5 năm, giờ cả hai hết tình, hết duyên nhưng còn nghĩa, vẫn thương và mong muốn những điều tốt đẹp cho người kia. Nữ diễn viên Lật Mặt 6 cho biết, mâu thuẫn của cô và chồng chuyển giới nảy sinh từ hơn 1 năm trước. Khi về chung sống, cả hai xảy ra nhiều bất đồng, nhưng vì mọi người lo lắng, phiền lòng nên họ giấu kín, chỉ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Thời gian qua, đôi vợ chồng nỗ lực hàn gắn giữ gìn mối quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn buông tay vì cảm thấy không cố được nữa. Tú Chi nói cô buồn vì bị cho là người phụ bạc Jun Bin. Nữ ca sĩ cho biết sau khi đóng phim Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh, nhiều người nghi cô phim giả tình thật với đàn anh Quốc Cường, đóng chồng Tú Chi trong phim. Gần đây, nữ ca sĩ quay phim mới với diễn viên Trịnh Xuân Nhàn cũng bị đồn đoán cặp kè bạn diễn. Sắp tới, tôi còn diễn cùng Nhâm Phương Nam và nhiều nam diễn viên khác, không biết người ta sẽ nói gì nữa, Tú Chi nói với ngôi sao. Thời gian qua, thông tin diễn viên Tú Chi và đạo diễn Jun Bin rạn nứt bỗng rầm rộ trên mạng xã hội. Người hâm mộ phát hiện trong ngày sinh nhật của Jun Bin, Tú Chi cũng không góp mặt để chúc mừng đối phương. Trong một số bức ảnh đăng tải, cả hai cũng không còn đeo nhẫn cưới. Tú Chi, sinh năm 1999, cô từng đoạt giải Á quân solo cùng Bolero 2018, quán quân gương mặt điện ảnh 2022. Nữ ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, ngoại hình khả ái. Gần đây, cô thử sức với điện ảnh, được biết đến khi đóng Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải. Jun Bin, sinh năm 1992, là đạo diễn kiêm biên kịch các web drama triệu view như Trái Cấm, Lần Đầu Của Tôi, Người Thứ Ba, Bí Mật Thần Tượng. Jun Bin và Tú Chi bén duyên từ một dự án phim. Khi đó, Jun Bin là đạo diễn, còn Tú Chi là diễn viên. Cả hai có 1,5 năm tìm hiểu trước khi tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm 2019. Trước khi về chung một nhà, Jun Bin và Tú Chi từng vấp phải sự ngăn cản gay gắt từ phía người thân. Tuy nhiên sau đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi cặp đôi được gia đình hai bên yêu thương hết mực. Thậm chí, trong thời gian hai vợ chồng giận nhau, mẹ của Jun Bin đã khẳng định bà chỉ chấp nhận một mình Tú Chi là con dâu. Sau này, dù Jun Bin có yêu người nào khác thì bà cũng không quan tâm, không hỏi cưới và không cho gọi bà là mẹ. Jun Bin từng tâm sự, tôi cũng không nghĩ là bản thân mình lại có thể yêu thương nhiều như vậy, điều đó vượt qua tất cả mọi thứ luôn, tôi lúc nào cũng sợ là giờ mình buông thì mình sẽ mất hết, tại vì rõ ràng vợ mình là người khá hoàn hảo, vừa xinh đẹp vừa giỏi lại còn chung thủy nữa nên buông là mất liền, không dám buông. Bởi vậy, dù bận rộn thì tôi vẫn cố gắng tự sắp xếp để có thể hộ tống vợ, không phải tôi nói vợ mình chung thủy là tôi sẽ có thể mặc kệ để cô ấy muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không cần phải quan tâm nữa. Nhưng không phải vậy, cái sự chung thủy mà tôi khẳng định ở đây là vợ mình sẽ không bao giờ phản bội mình. Tôi có thể tự tin nói rằng nếu như một ngày nào đó hai đứa chia tay thì lỗi là vì tôi chưa đủ tốt chứ không thể nào do Tú Chi phản bội tôi được, chắc chắn là như thế.